và người phụ nữ đã sinh con cho Đàm Vĩnh Hưng. Xoay quanh ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là rất nhiều chuyện ly kỳ, kể cả chuyện về con của anh cũng như người đã sinh con cho anh. Đàm Vĩnh Hưng là một ca sĩ nổi tiếng và có lượng fan hâm mộ rất đông. Từ những năm 2000 cho tới giờ, Đàm Vĩnh Hưng vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật mà chưa từng gián đoạn. Tên tuổi của nam ca sĩ vẫn thường xuyên có độ hot nhất định trong lòng khán giả. Xoay quanh anh cũng có nhiều thị phi về giới tính, người tình, con cái và chuyện gia đình. Đàm Vĩnh Hưng từng nói, anh không thích khán giả biết tới anh qua nhiều chuyện, có bao nhiêu người vợ, bao nhiêu đứa con. Có lẽ vì thế nên có rất nhiều tin đồn, anh mặc kệ và không phản ứng. Kể từ năm 2011, Đàm Vĩnh Hưng đã công khai anh có một con gái và một con trai, dù cùng huyết thống nhưng lại là con nuôi không phải do anh sinh ra. Anh đầu tư cho các con học hành, anh cũng từng chia sẻ muốn sinh con ruột. Nhưng phải tới năm 2022, Đàm Vĩnh Hưng khiến khán giả ngỡ ngàng khi công khai cậu con ruột, lúc đó 3 tuổi, được sinh ra khi anh 48 tuổi. Từ đó tới nay rất nhiều hình ảnh câu chuyện của anh trên mạng xã hội liên quan tới cậu con trai ruột Polo Hình. Hai con đầu đã lớn nên ít xuất hiện, trong khi Polo thường xuyên theo ba trong các hoạt động từ thiện, chuyến lưu diễn. Đàm Vĩnh Hưng từng kể, anh hứa sẽ cố gắng để không xa con quá 3 ngày. Trên fanpage mang tên con, Đàm Vĩnh Hưng cũng chia sẻ rất nhiều hình ảnh, clip về hai cha con từ khi còn nhỏ. Đàm Vĩnh Hưng cũng khiến nhiều người xúc động vì sự tỉ mỉ chỉnh chu khi anh chăm sóc con nhỏ đúng như một ông bố bỉm sữa, thành thạo, khéo léo. Nhưng điều khiến người ta tò mò là ai là người phụ nữ đã sinh ra con anh. Trước đây Đàm Vĩnh Hưng từng vướng tin đồn kết hôn với bà bầu Liên Phạm. Nhưng năm 2021, khi bà Liên Phạm đệ đơn ly hôn nam ca sĩ tại Mỹ, bà Liên Phạm hơn Đàm Vĩnh Hưng 17 tuổi. Sau ly hôn, cả hai vẫn tương tác thân mật. Sau khi Đàm Vĩnh Hưng công khai con, bà bầu Liên Phạm còn khoe bức ảnh chụp chung với con trai của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng từ khi rất nhỏ. Điều đó có thể thấy giữa họ có mối thân tình. Vì trước khi công khai trước công chúng, anh giấu rất kỹ về con. Nhưng trong ảnh bà Liên Phạm xưng là bác rất thân tình. Trước thắc mắc của nhiều người về phụ nữ đã sinh con ruột của Đàm Vĩnh Hưng, nam ca sĩ nói, tôi là mẹ của con tôi đẻ tôi nuôi. Đàm Vĩnh Hưng cũng nói có những việc anh chưa thể chia sẻ ở thời điểm này hoặc không thể chia sẻ. Dư luận từng đồn Ngọc Thanh Tâm là mẹ đứa bé, nhưng thông tin đó được phủ nhận. Ngọc Thanh Tâm là một người họ hàng của Đàm Vĩnh Hưng. Sau đó nhiều người nhận thấy Polo có nét lai tay, nên lại có nghi vấn liệu con ca sĩ có được mẹ liên quan tới gen tay không. Nhưng nam ca sĩ đã nói anh có gen lai Pháp đời thứ 3, thứ 4, nên có lẽ nét đó ở con trai là xuất phát từ anh. Có những bức ảnh cho thấy cậu bé Polo y như bản sao hồi nhỏ của nam ca sĩ. Đàm Vĩnh Hưng xác nhận hai con lớn là Huỳnh Như và Cô Tinh là con nuôi cùng huyết thống, và người sinh ra chính là Huỳnh Minh Hạnh, em gái ruột của anh. Huỳnh Minh Hạnh là em gái được anh cưng chiều và anh từng thay cha tổ chức đám cưới cho em. Huỳnh Minh Hạnh rất nhiều lần xuất hiện trong chương trình của anh trai, nhưng chỉ âm thầm ở phía dưới sân khấu. Nói về hai con nuôi, Đàm Vĩnh Hưng cho hay em gái sinh ra và đã sang tên cho anh từ khi hai con còn nhỏ. Rất nhiều em gái nên Đàm Vĩnh Hưng cũng rất thương các con nuôi. Đàm Vĩnh Hưng là một người cha đơn thân nổi tiếng nhất nhì showbiz hiện nay với sự chỉnh chu trong việc chăm con. Yeah.